Và để tiếp tục chương trình, chúng con cũng xin được hân hạnh giới thiệu, đó là hôm nay dù sao cũng là những năm tháng kỷ niệm của cha Gioan 35 năm linh mục, và cha đã trở về quê nhà trong ngày hôm nay. Vâng, ngay lúc bây giờ xin mời anh Học. Vâng, sẽ được trình bày qua một bài hát 35 năm kỷ niệm linh mục. Xuống trời